Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đủ nhận thức được rằng tại khu vực cây xăng thì không được sử dụng điện thoại, hút thuốc lá vì điều này rất dễ gây hỏa hoạn. Thế nhưng lại có một nhóm thanh niên có hành động thách thức bạo hỏa. Đoạn clip ghi lại cảnh tượng đua dẫn này hiện đang được chia sẻ trên các mạng xã hội. Hậu quả nhãn tiền đã xảy ra. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết vụ việc ngay sau đây. Nhóm thanh niên dừng xe tại một cây xăng để chờ bơm xăng. Trong khoảng thời gian này, cả ba người liên tục có những hành động đùa cợt và thái độ thiếu nghiêm túc, không phù hợp với khu vực công cộng. Thậm chí còn có ý định hút thuốc, bị nhân viên cây xăng nhắc nhở nhiều lần. Vào lúc nhân viên cây xăng bơm cho xe của nhóm thanh niên thì lửa đã bắt vào xăng và bốc cháy dữ dội. Nhân viên cây xăng hoảng hốt tháo chạy. Rất may ngọn lửa không lớn và nhanh chóng được một người trong nhóm thanh niên này dập tắt. Tuy nhiên, những người có mặt hay bất kỳ ai chứng kiến đoạn clip này đều không khỏi thót tim khi ngọn lửa bất ngờ bốc lên. Với vẻ ngoài xinh xắn không bịt khẩu trang, một cô gái đã ghé vào tiệm điện thoại để mua hàng. Điều này làm cho chủ cửa hàng không cảnh giác. Sau một hồi cười nói vui vẻ thì cô gái trẻ đã cướp gọn chiếc điện thoại cao chạy xa bay trong sự bất lực của chủ tiệm. Thật hư vụ việc này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi nha. Vụ việc vừa xảy ra tại một cửa hàng bán điện thoại ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn camera an ninh ghi lại, đôi nam nữ này đi xe Vision màu xanh đen. Người nam ngồi ngoài xe đợi người nữ vào trong hỏi mua điện thoại. Sau một hồi dùng mỹ nhân kế nói chuyện ngon ngọt cho anh chủ cửa hàng tin, ả quay lại ra hiệu cho đồng bọn chuẩn bị sẵn sàng. Ít phút sau đó, cầm chắc điện thoại trên tay, ả phóng ra ngoài lên xe tẩu thoát. Gia chủ hoảng hốt dí theo nhưng không kịp. Xin được tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay với tình huống về giao thông. Một màn đánh lái thót tim vừa xảy ra trên một đoạn đường khiến ai nấy đều không khỏi hoảng hốt bởi thần chết có lẽ đang ngủ quên. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, đoạn đường này đang có đông các phương tiện di chuyển. Bất ngờ từ bên góc trái màn hình, chiếc xe tải lao về phía bên đầy đường, sát đứt chiếc xe ô tô màu xám. Phía sau đó còn là hai người điều khiển xe máy. Người điều khiển xe máy gần nhất cũng đã có một màn bẻ lái phải nói là đầy thần thánh, giữ chắc tay lái luỗi ngang qua phần đất trống. May mắn là không có phương tiện nào va chạm vào nhau, không ai bị thương. Nguyên nhân rất có thể là do tài xế xe tải đã đánh lái né chiếc xe ô tô màu trắng đang quay đầu. Khi di chuyển gần khu vực ngã ba, ngã tư thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần đi chậm, chú ý quan sát để có thể là hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Thế nhưng trong một số trường hợp vì ý y đường vắng, nhiều tài xế đã phóng bạt mạng để rồi nhận lấy cái kết đắng, như là tình huống camera nóng ghi nhận sau đây. Tại góc ngã tư ít phương tiện qua lại, thời điểm này là giữa ban ngày. Nhưng rồi một lúc sau, hai người điều khiển xe máy từ hai ngã khác nhau đã phóng đi với tốc độ rất nhanh, lao thẳng vào nhau. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, văng xa nằm bất động trên đường. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.